là khoa du lịch duy nhất có hệ thống khách sạn thực hành tiêu chuẩn 3, 4, 5 sao và mô hình công ty lữ hành dành cho sinh viên thực hành, thực tập. Khách sạn 3 sao Lotus Legend, 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Khách sạn 4 sao Hưng Long, 52 Nguyễn Văn Cừ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Khách sạn 5 sao Rosamia Hotel, 282 đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng. Công ty cổ phần thương mại và du lịch Chào Việt Nam. Ngoài ra, khoa có các hệ thống các doanh nghiệp đối tác hợp tác với khoa du lịch của Đại học Đại Nam trong việc tiếp nhận sinh viên thực tập, làm việc. Khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark, Sofitel Legend Metropole Hà Nội, khách sạn Rantai Nhật Bản, Cát Bà Island Resort and Spa, tập đoàn A25 Hotel, khách sạn Dragon Sea. Cấu trúc chương trình đào tạo của khoa lấy đặc trưng của ngành du lịch Việt Nam và phù hợp với hội nhập quốc tế, bao gồm nghiệp vụ chuyên môn chia thành 5 tổ hợp chuyên môn, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ đại lý lữ hành, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. Quản trị bao gồm đào tạo các môn quản trị chuyên ngành cho du lịch được thừa hưởng theo chương trình của Úc, châu Âu và Singapore. Với phương pháp đào tạo tích hợp lấy năng lực của sinh viên làm trung tâm, sinh viên được tập trung vào ngoại ngữ, luyện nghe và nói trực tiếp theo đúng chuyên ngành đặc thù. Ngoài ngôn ngữ tiếng Anh bắt buộc, sinh viên sẽ có cơ hội lựa chọn học thêm ngoại ngữ hai như Nhật, Trung, Hàn, Đức để nâng cao năng lực chuyên môn. Với chương trình đào tạo này, sinh viên sau khi ra trường sẽ có quyền lựa chọn một trong các tổ hợp nghiệp vụ chuyên môn trong 5 tổ hợp trên tùy theo năng lực, tính cách, sở trường và điều kiện gia đình để ổn định cuộc sống. Với thế mạnh vượt trội của khoa chính là đội ngũ giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm thực tế. Họ là những quản lý, giám đốc của các khách sạn, công ty lữ hành, những người quản lý có kinh nghiệm và là những chuyên gia đào tạo hàng đầu trong ngành du lịch. Ngoài truyền thụ các kiến thức học thuật, giảng viên còn là người truyền kinh nghiệm cho sinh viên và tạo động lực đam mê nghề nghiệp cho sinh viên ngay trên giảng đường. Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên được chia thành các lớp nhỏ theo tiêu chuẩn để học tổ hợp nghiệp vụ, vừa học vừa xuống cơ sở rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ nghề nghiệp. Thay vì phải bỏ ra 4 năm học lý thuyết trên giảng đường và thêm 4 năm để tạo dựng, tích lũy kinh nghiệm trong công việc, thì sinh viên khoa du lịch Đại học Đại Nam sẽ được trải nghiệm trực tiếp trong thời gian học tập tại nhà trường. Để sau 4 năm, sinh viên ra trường có thể ngay lập tức bắt nhịp và tìm kiếm cho mình một công việc ổn định. Sinh viên ra trường, ngoài những kiến thức về chuyên ngành, thì sinh viên còn được đào tạo kiến thức tổng hợp về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và các ngành khoa học liên quan ứng dụng trong du lịch. Kiến thức chuyên môn vững chắc về quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên được rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng nghiệp vụ tiêu chuẩn nghiệp vụ VTOS, Vietnam Tourism Occupational Skill Standards để làm việc tại các khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao và các doanh nghiệp lữ hành. Đủ kỹ năng làm việc tại các vị trí trưởng nhóm giám sát, trưởng bộ phận tại các cơ sở thực hành du lịch, thành thạo kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ chuẩn đầu ra tương đương TOEIC 450 và có khả năng giao tiếp tốt trong môi trường làm việc ngành du lịch. Với năng lực chuẩn đầu ra như trên, sinh viên có thể đảm nhiệm được các công việc nhân viên lễ tân, nhân viên lưu trú, nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên quản lý sản phẩm, nhân viên marketing và điều hành tour tại các công ty lữ hành. Sau một thời gian ngắn làm quen với công việc, sinh viên có thể đảm nhiệm tốt các vị trí giám sát, trưởng bộ phận tại các bộ phận lễ tân, bộ phận nhà hàng, bộ phận buồng, bộ phận kinh doanh trong các khách sạn, nhà hàng và công ty lữ hành, hoặc có thể khởi nghiệp ở vị trí giám đốc trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, lữ hành, công tác đào tạo giảng dạy tại phòng đào tạo của các doanh nghiệp khách sạn, lữ hành hoặc các trường đại học cao đẳng, trung cấp nghề và ngành du lịch, hoặc đảm nhiệm các công việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Khoa du lịch Đại học Đại Nam, học để nâng tầm trải nghiệm.